Chào quý vị và các bạn, các anh chị em yêu audio trên toàn quốc. Hôm nay em giới thiệu đến quý vị chiếc SUV B-Way 50. Đây là SUV Mỹ xịn nha quý vị. Model là 118XT nha, quý vị cứ tham khảo ha. B-Way Bass 50. Tại B-Way cũng đông bị quay hết nha. Phía dưới là cái tem nhập khẩu nha quý vị. Sản xuất ở Anh Quốc nhưng mà nó nhập khẩu bán ở Mỹ nha quý vị, Utah ha. Rồi. Xài rất kết nối bít công, không đụng. Súp thì khá là đẹp nha quý vị. B-Way 118 nha quý vị. Công suất 700W, 700W. Bass 50cm. Thì giờ em sẽ tháo ở trên này thì nó bị chày chày tí xíu nha, do chất thùng đổ lên đó quý vị. Bây giờ em sẽ tháo nội thất, tháo mặt lưới căng, tháo nội thất cho quý vị xem nha. Trời mưa quá to quý vị. Quý vị chịu khó tí xíu nha. Bass 50 nha quý vị. Khung này là khung đúc từ 220 con 100 nha quý vị, từ 220 con 100. Đây là khung nhôm đúc hết nha quý vị, can đúc cực kỳ chất luôn. Màn đóng số đây ha, để kiếm cái logo bị quay đây. Đây quý vị, đây trên cái từ này nó đóng bị quay luôn nha quý vị, xịn sò ha. Cái này là chống chống nhiễu từ luôn nha quý vị. Đây còn một cái tem, đây nó là bi quay nên nó heo vậy, có đóng số seri đây ha, bi quay. Đây còn một cái tem bi quay ha, hai chạm này ha. Bên trong thì nó không có phân tầng nha vậy, dòng súp này thì nó đi thẳng, thường thì súp nó đi thẳng nó sẽ hay hơn, những cái súp xịn đó đi thẳng tiếng nó sẽ trung thực hơn. Từ 220 và con 100, khung nhâm đúc 100% nha vậy, đi quay đây ha. Rồi này quý vị chơi gia đình hoặc là xô nhỏ nhỏ là quý vị chơi cực kỳ phê quý vị. Những cái dòng súp này chúng ta khi mà hát, chúng ta ngồi gần cái loa ngồi mấy tiếng đồng hồ luôn, nó cũng không bị mệt nữa, không phải là như những cái súp Việt Nam hay Trung Quốc mới bây giờ đánh một lúc nghe một hồi là mệt, cực kỳ mệt. Còn cái súp này quý vị ngồi kế cái dàn âm thanh, quý vị chỉnh luôn, nghe nó rất là khỏe, rất là đã tai mà nghe nó không bị mệt, sướng tai. Rồi em xin kết thúc video tại đây, quý vị nào yêu thì liên hệ của em, giá tham khảo là 20 mấy triệu nha quý vị, dưới 25 triệu nha quý vị. Rồi em xin kết thúc video tại đây, cảm ơn toàn thể quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi, xin cảm ơn. Dòng súp này thì xịn sò nha quý vị. Quý vị bây giờ mua súp cặp xích Trung Quốc 5 tấc bãi Trung Quốc thì nó cũng cả 15 16 triệu rồi. Thêm vài triệu nữa thôi, chúng ta có ngay một cặp súp Mỹ B-Way xịn sò để xài. Rồi em xin kết thúc video tại đây.